À, em mới sắm được cái hộp thần kỳ đây nè để test nước cho mấy anh. À, đây là một số các cái mẫu đồng hồ điện tử Nam, và ở đây em có một cái chiếc mẫu ở ngoài, form dáng rất là chất, rất là nhiều các tính năng giống như một con Casio G-Shock, nhưng mà với những cái sản phẩm này thì em Dư sẽ bao nước cho cả nhà mình luôn, bao tắm, bao bơi, vân vân. Ở đây là em đã ngâm nãy giờ, thì với những cái dòng đồng hồ đồng thường á, mà anh em mà quăng vô thì chắc chắn là cỡ chừng là 10 giây sau là đã thấy vô nước rồi. Và em ngâm liên tục nè. Và bây giờ em sẽ bấm cái tính năng đó, vẫn chỉnh giờ bình thường, không có ảnh hưởng gì. Tiếp theo là em lấy cái chiếc, thêm một chiếc nữa nè. Đây. Đó, đang chạy, vẫn chạy nè. Bấm nút cái tính năng chỉnh giờ này, ngày tháng vân vân. Rồi điện nền ở nút đây nè cả nhà. Đó. Thì với những cái chiếc này, anh em có thể mua tặng cho con cháu của mình nhân dịp lễ, hoặc là chuẩn bị tụi nó tốt nghiệp xong nè, tụi nó thi chuyển tiếp cấp 2, cấp 3. Mình có thể mua tặng cho các cháu những cái mẫu này, hoặc là mấy anh mà mình làm mấy công việc tiếp xúc nước nhiều, mấy anh mà hay đi biển hay là đi làm hồ rồi các kiểu á, thì những cái mẫu này rõ ràng là nó rất là phù hợp. Một cái thiết kế điện tử có nhiều tính năng, tiện lợi, có đèn và thoát nước rất là tốt. Dạ vâng, em Dư chào cả nhà mình ngày mới nha. Hôm nay em sẽ có một số các cái mẫu đồng hồ điện tử dành cho các bé gái, cũng như là các anh cũng có luôn. Và đặc biệt những cái mẫu này á thì có nhiều màu, cho nên là thay vì mình mô tả cái màu này màu kia á, thì các anh cố gắng vào Zalo gửi hình cho em cái màu đó, để mình biết là mình còn hay không. Cái đó là vừa nhanh mà vừa chính xác. Ở đây thì em sẽ có một số các cái mẫu nam và mẫu nữ như sau. Em lấy ví dụ như là các cái bé gái thì sẽ có các cái mẫu màu sắc như thế này, xanh nè, đỏ. Cái này thì bé trai bé gái đều được. Còn cái này là màu cam. Còn những cái mẫu mà dành cho các anh thì đây. Và em có làm riêng một cái video test nước của cái dòng này, thì em cái quay cái video ở trong nhà, tại vì cái ống nước á, là nó cần có điện, cho nên là cái clip đó em đã quay rồi và em sẽ ghép vào trong cái này. Ok ha. Thì những cái chiếc nữ sẽ là 180k, hàng mới 100%, đầy đủ hộp như thế này. Và đây là một cái mẫu điện tử dùng để xuất sang thị trường châu Âu, giá tag của nó là 40 euro, thì tương đương với cỡ khoảng là 1 triệu. Thì những cái chiếc này thì cũng vậy. Tuy nhiên cái con này em cần phải lưu ý cả nhà mình một điều, đó là cái anh chàng nam đây nè, nó sẽ gồm có hai loại. Như cái chiếc này á, thì kích thước của nó tính cả hai bên sườn luôn sẽ là cỡ 49. Còn cái con này á, thì tính cả hai sườn luôn thì nó cũng khoảng là 48.5. Ồ, như vậy kích thước hai con này ngang nhau. Tuy nhiên nó sẽ khác ở cái chỗ này cả nhà. Đó là một con thì sử dụng cái nút tròn, còn một con thì nó sẽ sử dụng cái nút vuông. Thì cái nút tròn á thì em sẽ có tổng cộng là 4 màu, và cái nút vuông này á, thì em cũng có tổng cộng là 4 màu. Đây. Màu đen, màu vàng, màu đỏ, màu xanh. Chính vì vậy mà khi mà các anh chọn cho mình cái sản phẩm ưng ý á, thì cứ nhắn Zalo và chụp hình cái màu qua cho em nha. Thì và những cái sản phẩm nam thì giá sẽ là 220k, vẫn là mới 100% full box. Đây, như vậy là em qua các cái mẫu đồng hồ truyền thống.
Đây là một cái con Casio dòng Ocean Nude. Phân khúc Ocean Nude thì nó thuộc dạng là cao cấp nhất của nhà Casio. Và mẫu này là full titanium. Dây khóa nguyên zinc hết toàn bộ. Con này thì thiết kế dạ quang sáng, và nó có hai cái đèn, một cái đèn góc 12 giờ và một cái đèn góc 6 giờ nè. Ok chưa? Chiếc này á, chiếc này nó có cả tính năng auto light và ban đêm khi mà mình giơ tay lên xem đồng hồ á thì nó sẽ sáng đèn. Đó cũng là một cái tính năng khá là hay. Bên cạnh đó thì chiếc này em Dư cũng đã chỉnh lịch vạn niên cho cả nhà mình rồi. Mình về thì mình chỉ có dùng thôi. Có chuông đầy đủ nè. Ok chưa? Ví dụ như mấy anh nào mà mình hay sưu tầm những cái mẫu Ocean Nude mà mình chưa có cái chiếc này thì chốt ha. Con này kích thước ngang sẽ là 40, chưa tính cả hai bên sườn. Đây, tính cả hai sườn nó sẽ là 43, và chiều dọc sẽ là cỡ 46 tính cả hai càng. Như vậy tính ra cái chiếc này rất là dễ đeo. Con này thì nó hơi dày. Bởi vì ngoài cái bộ máy năng lượng ra, nó còn có thêm cả đèn. Chính vì vậy mà nó sẽ hơi dày một chút. Thành ra là mấy anh tay ít nhất phải là 16 trở lên thì mới có thể là chơi được. Còn mấy anh mà tay mà dưới 16 á, sợ mang nó hơi thô nha. Ở đây em sẽ đo cái độ dày nè. Con này độ dày của nó sẽ là cỡ 13 nha cả nhà. Rồi con Ocean Nude này sẽ là 1.980.000 1.950.000 nha cả nhà. Mẹ 75. Dây tay cỡ khoảng 17.5. Một con Ocean Nude thứ hai nè. Em Dư xin lỗi, một con Casio năng lượng. Mẫu này thì rất là đẹp, bởi vì màu sẽ là màu xanh da trời. Mẫu này thì cũng khá là ít gặp. Cái anh chàng mà Casio mà dòng năng lượng á, những cái dòng mà có nhiều nút như vậy, thì có những chiếc á, mình bấm nó sẽ kêu tít tít, nhưng mà có những chiếc thì mình bấm nó không có kêu. Nhưng mà cái con này á, thì nó vẫn có chuông ngon lành nha cả nhà. Nó có mới kêu tiếng tít đó, chứ không phải là cái chiếc nào thì bấm nó cũng phải có chuông đâu. Như cái chiếc này nè, là mình bấm cái là mình sẽ nghe chuông. Nhưng mà cái chiếc kia thì khi mà mình chuyển các cái tính năng, ví dụ như là giờ thể thao hay là báo thức, thì khi đó mình mới nghe chuông. Đó là do cái thiết kế của hãng nó là như vậy nha. Con này cũng có tính năng auto light này cả nhà. Đèn của nó sẽ là đèn màu vàng ở góc 6 giờ, và mình sẽ giữ nguyên cái nút 2 giờ khoảng chừng 5 giây thì nó sẽ hiện cái ký hiệu auto light lên. Ở đây mình đang ở ban ngày cho nên là nó không có cảm biến được. Dạ quang sáng nè, thiết kế con này khá là đẹp, còn rất là mới nha. Con này nó sẽ là 1.350.000, mã 76. Con này kích thước sẽ là cỡ 39.5, chưa tính cả hai bên sườn. Còn nếu mà tính sườn sẽ là 43. Chiều dọc của con này nó sẽ rơi vào cỡ độ là 54. Tuy là 54, tuy nhiên là nó sẽ bo dần đều xuống như này. Thành là theo em á, khi mà lên tay thực tế của em thì nó sẽ rơi vào cỡ độ là 51.5, 52. Khuyến khích cho mấy anh tay hay là cỡ 16.5 trở lên thì mình sẽ mang nó sẽ vừa vặn.
Dây tay con này là thoải mái, 18 thoải mái nha cả nhà. Thôi hai chiếc nữ ngày hôm nay, một con Seiko năng lượng, kim và cọc số màu vàng. Với những cái mẫu Seiko này thì vô cùng là bền bỉ, gần như là mang trọn đời. Nếu như mình không có va đập, không có làm rơi vỡ, thì nếu mà mình chỉ đeo thôi thì gần như là không biết bao giờ nó, thậm chí là mình mong cho nó hư để mình sắm cái mới, nhưng mà khó hư lắm. Và em Dư để ý là những cái người phụ huynh, những cái chị nữ mà mình hay làm cái công việc, mình có thể bán quán nước ở nhà nè, bán tạp hóa hoặc là bán trái cây rồi đó, mình nên đeo những cái chiếc này, bởi vì nó là dòng năng lượng. Mình đeo thường xuyên thì cái độ bền, cái tuổi thọ của pin nó kéo dài rất là nhiều, là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, chất liệu của chiếc này nó là titanium, cho nên là rất là bền, không có phải lo kích ứng da, mà nó làm sao, nó nhẹ nữa, mình sinh hoạt mỗi ngày nó rất là thoải mái. Bên cạnh đó thì nó kháng nước cũng khá là tốt, cho nên là nếu như mà mình bán cà phê vỉa hè, hoặc là mình bán tạp hóa, có bán chung cà phê đồ đó, đó thì rõ ràng là những cái chiếc này nó rất là phù hợp. Không thể nào mà mình đeo những cái chiếc đồng hồ mà đính đá sang trọng mà mình đeo mình đi làm bán nước rồi này kia. Thành ra là nhiều khi là đồng hồ thì mình cũng nên có hai chiếc, một chiếc dùng để mình đeo mỗi ngày, còn một chiếc là để mình đi chơi, đi tiệc. Và những cái chiếc như vậy chính là để dành cho mình mang mỗi ngày, rất là tiện lợi. Và cái chiếc đi tiệc là chiếc này nè, tại vì con này là kim cọc số, nó sẽ là thép nổi màu vàng hồng, và cái viền của nó cũng có cái sắc vàng hồng, nó khá là sang. Con này là kiểu nhỏ nhắn, xinh xắn, nó giống như lên tay thì nó cũng giống giống như một cái lắc. Chính vì vậy mà mình mang những cái chiếc này mình đi chơi, đi tiệc thì nó sẽ đẹp hơn, sang hơn. Đây là thương hiệu Citizen, dòng XC. Con này cũng là pin năng lượng, em Dư cũng đã chỉnh về chuẩn lịch cho cả nhà mình rồi. Một con là hơi kích thước con này nó sẽ to hơn, mình sẽ dễ xem giờ hơn để mình làm việc. Còn cái chiếc này thì nhỏ nhắn, xinh xắn để mình đi các cái buổi tiệc ha. Con Citizen này kích thước sẽ là 25, còn con Seiko này thì kích thước của nó sẽ là 29.5. Seiko là 650 nha cả nhà, còn Citizen sẽ là 780. Thôi em Dư cảm ơn cả nhà đã theo dõi.